có thể nghe qua thời loạn thế thần ma, lấy máu luyện phồn hoa, có thể nghe qua tà thần mịt mờ, vô tượng hóa thành lửa đao mỏng, có thể nghe qua thế đạo kinh hải, khe hở chiếu sáng thiên hạ, dưới vòm trời tứ phương kinh sợ, hoa anh đào bay lả tả theo gió. Thân này là thoáng nhìn lôi thanh, chỉ thần phạt trên trời, thân này là lối quan sáng rọi, diệt thế gian phức tạp. Thân này là cơ thể khác biệt, nơi che chở của muôn nhà, để cho lôi minh truyền thiên thu vạn hạ. Trần thế bảy chấp chính, không có hứng thú, huống chi không phải còn có ngươi phải không? Dẹp yên tai họa, dốc lòng dẹp tai họa qua năm tháng, kết quả là bảo vệ giang sơn của ai đó. Ly biệt đau thương một vài lần, năm tháng ly biệt đau thương, ngày về gần, ngày về xa, sương mai dây lát như làn khói. Nghe tiếng thế đạo, dần dần nghe tiếng thế đạo truyền miên, là còn trẻ, là xa cách, mở thiên thủ trăm mắt. Ly biệt đều không phải cuối cùng, biệt ly chỉ vì còn gặp lại, đem tư niệm hóa thành vô tưởng, vô niệm. Có thể nghe qua gột rửa tà uế, máu đen hoa điêu tàn. Có thể nghe qua cố đô triều lạc, đem vĩnh hằng lên tháp. Có thể nghe qua thế đạo kinh hải, khe hở chiếu sáng thiên hạ, bảo vệ bốn phương dưới bầu trời, lõi xích kết nối với chân trời. Thân này chính là một cái lôi tức, dây lát rơi xuống không dấu vết. Thân này là lối minh của phúc, cũng chưa từng biến đổi. Thân này là cơ thể tôn quý, hứa với thần dân một giấc mộng, đem vĩnh hằng khóa tại đây một lát. Ta là lôi điện tướng quân. Ta là lôi điện tướng quân. Dẹp yên tai họa, dốc lòng dẹp tai họa qua năm tháng. Kết quả là bảo vệ giang sơn của ai đó. Ly biệt đau thương một vài lần, năm tháng ly biệt đau thương, ngày về gần, ngày về xa, sương mai dây lát như làn khói. Nghe tiếng thế đạo, dần dần nghe tiếng thế đạo truyền miên, là còn trẻ, là xa cách, mở thiên thủ trăm mắt. Ly biệt được không phải cuối cùng, biệt ly chỉ vì còn gặp lại. Đem tư niệm hóa thành vô tưởng, vô niệm.